Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Handy. Mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail của trung tâm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn những cái bên một cái bài, đó là bài ẩn lưới ở trên nền móng bột nha. Đầu tiên chúng ta lấy một lượng bột ha. Bột này là bột theo công bằng chủ đạo bộ móng nha. Chúng ta làm cái cuticle nè, tạo nền màu cho móng nè. Rồi các bạn nhớ nha, cái kỹ thuật mà đi cái màu nền đó thì chúng ta sẽ lợi dụng độ chảy của bột, lấy bột lên rồi chúng ta đặt lên liền luôn. Rồi chứ chúng ta không có chờ đợi gì hết ha. Một lớp màu nó thật là mỏng như là nước như vậy nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ lấy bột màu quay để chúng ta tạo vân, làm nền để chú vân ha. Thì khi mà lấy bột màu quay để làm nền á, thì giờ các bạn sẽ đợi cho cái bột màu quay đó nó chín lên trên cọ. Cái lượng quay mà mình lấy á, nó sẽ làm cho ngay chỗ cái vị trí đó nó hơi dày lên chút xíu, chứ đừng quá dày ha. Quá dày một chút nữa mình sẽ bị cộm lên ha. Nè, bạn thấy nó chín không? Nó bóng nhưng mà mình đợi xíu. Nếu mà mình đặt nó lên liền á thì nó không có dựng thành khối nó đẹp được. Bạn dựng góc hơi xéo xéo vậy nè, cái chân bột nào quay nè, các bạn tán ra cho nha, cho nó ôm theo cái bề mặt móng. Đi cái phơm xéo thì nó sẽ đẹp hơn cái phơm ngang nha. Bạn tán ra, bạn tán ra cho cái chân này nó liền liền vô ha, các bạn thấy không? Xong rồi, cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải biết chờ đợi cho cái cục bột này nó vừa đủ cái độ chín. Nếu như các bạn đặt cái miếng lưới này lên sớm quá thì cái bột dưới đây nó sẽ bị nhão, còn nếu mà đặt lên trễ quá thì nó sẽ bị khô, nó không có ăn cái nền lưới vô nè, giống như cục bột này nó bị khô nè, các bạn thấy không? Chúng ta dùng lực rất là nhiều nhưng mà nó sẽ không có ăn cái lưới vô ha. Để cho cái việc ịnh lên đây nó không có bị dính á, thì các thường á có hai cách, hoặc là chúng ta lấy liquid bôi lên cho nó ướt, hoặc là chúng ta nhận nó vô trong cái bột luôn ha, làm cho nó áo bột vậy đó. Một chút nữa khi chúng ta lên rồi thì chúng ta sẽ không có bị dính vô cái lưới này của mình nha. Rồi khi mà chúng ta đợi tới thời điểm như thế nào, chúng ta lấy cái phần thịt này nè, phần thịt của tay nè, chúng ta đè nhẹ lên trên bề mặt bột này. Và nếu như các bạn cảm thấy mà nó hơi mềm mềm ở bên trong á, có nghĩa là bên trong nó chưa có thật sự khô, thì các bạn chưa đến đúng thời điểm, nên các bạn sẽ đợi đợi xíu ha. Các bạn thấy nó hơi cứng cứng lại khi mà đè lên á, các bạn sẽ không có thấy cái dấu cái vân tay của mình lên á, thì lúc đó mới là thời điểm thích hợp ha. Rồi nè, các bạn đè lên các bạn thấy nó không còn mềm mềm nữa nha. Ở đây mình nhận thấy là nó vẫn còn hơi mềm nhẹ, nên mình đợi thêm chút. Đa phần cố gắng là đi cái nền bột này nó đều với nhau, vì nếu như chỗ nào nó dày hơn thì chỗ đó nó sẽ lâu khô hơn, chỗ nào mỏng thì chỗ đó nó sẽ mau khô hơn nha. Sau khi mà chúng ta thấy cái thời điểm thích hợp rồi á, là nó bên trong của nó không còn quá mềm á, mà nó hơi săn săn xe xe lại rồi đó, thì chúng ta sẽ đặt cái lưới này lên. Trên tay của khách thì người ta sẽ có lực đối xứng để chịu lại, còn ở trên cái móng que này các bạn phải chịu cái lực lại như vậy ha. Rồi các bạn cầm ở hai bên cạnh nè, các bạn đè vô giữa nè, rồi các bạn sẽ thấy là nó, sau khi các bạn thấy những cái lưới nó ịnh sâu vào phần trong bột rồi thì các bạn ngừng lực tay ở đó, các bạn đợi xíu. Nhưng mà các bạn nếu như cái lưới này của tại trung tâm á thì nó không có độ co giãn, nếu như thì các bạn cứ ngừng lại rồi chút nữa các bạn gỡ ra. Còn có một số lưới ở bên ngoài thị trường á, chẳng hạn như lưới của cái bông hoa cúc á, nó có độ co giãn á, thì các bạn giãn hết cái lưới ra, các bạn ịnh vô rồi các bạn giữ tay như vậy chứ các bạn đừng có thả ra nha. Rồi xong sau đó các bạn mới gỡ cái phần lưới này ra. Cái lưới của mình ịnh lên thì nó sẽ ra được hình những cái vảy rất là đẹp ha. Thì các bạn có thể phối thêm lên đây ở kim tuyến nè, hoặc là phía trên này các bạn ẩn sticker hình một cô gái chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ thêm kim tuyến lên cho nó xinh thôi, rồi chúng ta sẽ phủ một lìa lại toàn tập nha. Nhân nhân lên kim tuyến xong rồi nhân sẽ để lên màu lên cho các bạn coi nha. Ở đây nhân cho nó đậm nhạt cho nó có chiều sâu vô. Rồi các bạn cứ tán nhẹ vậy. Khi mình ịnh lưới lên á thì giờ mình đè cái tay mình chút rồi mình giữ lại đó. Rồi mình đợi cho nó hơi săn săn khô lại thêm á, rồi mình hãy lấy cái lưới ra. Thì lúc đó là cái lưới của mình là nó giống như là nó bị hằn sâu vô rồi đó, thì nó không có hồi về ha. Phủ lại lia nha. Ở đây trước khi nhân phủ lại lia toàn tập á thì nhân hay đi một miếng lia để làm cho những cái kim tuyến này nằm đúng vị trí theo ý của nhân trước vậy đó. Sau khi mà mình phủ lia xong rồi thì mình sẽ đợi cho khô, mình dũa rồi mình lên tớp là xong tác phẩm của mình. Và đây là một trong những mẫu mà tại trung tâm Handy đang hướng dẫn cho học viên trong cái bộ môn đắp bột của mình. Vừa rồi mình đã hướng dẫn một cái mẫu như vậy. Mẫu này thì chúng ta có thể làm trên cái nền có cái cục bột màu trắng như vậy, hoặc là các bạn đang ôm rê á, sau khi mà ôm rê xong á thì các bạn chưa phủ lia nha, thì các bạn để lưới này lên luôn, nó cũng tạo hiệu ứng rất là đẹp. Rồi các bạn hãy phủ lia nha. Thì cái mẫu này á, nhìn thì khó nhưng mà nó thực sự không quá khó đâu, các bạn có thể thử nha. Và nếu như các bạn đang ở thành phố Hồ Chí Minh mà các bạn hãy đến với một số ba Hoa Lan Phương hay Nguyễn Phú Nhuận để chúng ta tham quan cơ sở học tập tại trung tâm Handy để tìm ra những gói combo học tập vô cùng hấp dẫn và có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đang trong dịp hè này đó. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.